Xin chào các em. Hôm nay các em đã là những người rất là hạnh phúc vì đã thắng giải trong cuộc thi IELTS Winner ở lớp IELTS House của mình. Tức là các em đạt được điểm cam kết mà các em cần trong thời gian rất là ngắn. Có người thì học một tháng, có người thì học 55 buổi. Thì thầy sẽ hỏi ngắn gọn về cái cảm xúc và cái ấn tượng nhất về lớp học của mình bây giờ của các em nhé. Rồi bắt đầu tự thận. Điều ấn tượng nhất về lớp là gì? Là đông vui. Đông vui hả? Dạ, thầy nghe không kịp luôn, thầy tưởng nói tiếng Anh chứ. Cái gì đông worry gì đó. Đông vui. Em cần 5 điểm rưỡi để làm gì? Dạ, em cần 5 điểm rưỡi để làm hồ sơ qua Canada luôn. Chà, Canada luôn. Ở đây ai là những người đi Canada đâu? Ủa rồi, 5 người này đều đi Canada hết. Rồi, em có thấy học 20 ngày mà với 5 điểm rưỡi em có nghĩ là sẽ đạt được kết quả đó không? Cái đầu thì em không có nghĩ sẽ được đâu thầy. Nhưng mà nhờ thầy động viên thì em cũng ngày nào em cũng chép bài mẫu với lại em nghe em đi thi. Khi nhận kết quả thì em có mừng không? Dạ, mừng lắm. Em từ sợ sợ tới vui sướng. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, sự chia sẻ của em rất là kỳ lạ và hấp dẫn. Nó có gì đó kỳ lạ. Rồi, còn em thì sao? Khi em nhận được kết quả thì em... Dạ, em hết hồn. Em không nghĩ em được điểm đó. Em thấy em chỉ lớp em ngồi em viết bài thôi. Xong đúng cái rồi. Gì nhà em cũng không có học gì nhiều hết. Chỉ là do cái... Em có thấy là mình không nói được gì hoặc là sao đó. Mình cũng phải giống như là tự tin thì em nghĩ là người ta sẽ... Giống như là người ta sẽ chấm theo điểm tự tin của mình nữa. Chứ không hẳn là chỉ là do điểm đó của mình. Nói lại học ở đây thì thầy dạy mấy cái bài mà giống như là gọi sao ta? Cái bài về giống như là cách ứng xử này nọ thì đi nước ngoài thì chỉ cái đó nó cũng giúp ích cho em. Mốt đừng có đi là dễ quá ha. Ứng xử cho đúng chứ. Rồi chào con. Đến Lan ha. Lan cũng đạt được 5 điểm rưỡi như cam kết. Thì trong quá trình học thầy cũng có nói nhiều là Lan sẽ đậu thôi. Thì khi kết quả đúng như dự đoán thì em có cảm thấy bất ngờ không? Dạ, cũng bất ngờ lắm. Tại em ở nhà cũng lười lắm thầy. Ít làm bài ấy, nhưng mà tới lúc phát điểm thì cũng không ngờ là mình đậu. Nên em vui lắm. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em dùng điểm để đi Canada phải không? Dạ. Rồi, chúc em thành công ha. Rồi, chào cô giáo. Dạ, chào thầy. Trong quá trình học thì thầy cũng hay nói cô giáo cũng sẽ đậu. Thì bây giờ đậu rồi, cô giáo có vui không? Rất là vui luôn thầy. Cô giáo cần điểm này để làm gì? Dạ, để đi du học Canada. Khi nào sẽ đi? Dạ, theo lịch học là đầu tháng 9. Ok. Vậy cho em có thể chia sẻ cái điểm ấn tượng gì về lớp đối với mình không? Dạ, thì lúc đầu vô thì cũng chỉ biết viết vậy thôi chứ chưa có viết được nhiều. Xong thầy ghi chữ dở cái. Thì từ chữ dở đấy mà cố gắng học thêm mấy cụm từ hay để viết vô cho. Giờ mình rất là tự tin khi em biết. Em biết được mấy điểm? Dạ 6. Em biết được 6 điểm. Cảm ơn em. Ở đây có em nào biết được 6 điểm nữa không? Ok. Rồi còn em? Dạ ai? Đây thầy đây. Rồi. Dạ. Khi em nhận điểm thì em có bất ngờ với kết quả không? Dạ cũng có. Mà không bất ngờ lắm với cái điểm speaking. Tại vì thầy có chấm là cao nhất là 5.5. Thì thi được 5.5 luôn. Thi speaking 5.5 luôn. Dạ. Ok. Còn lại rớt môn gì? Dạ còn lại rất list 4 chấm. Còn mấy cái kia thì được rồi. Ok. Em có điểm gì ấn tượng với lớp học của mình không? Bị ăn rau nhiều quá. Ăn rồi thi hết luôn này. Tự tin hơn, nói chung là nói giám khảo không có run nữa. Rồi tốt. Thầy cũng cảm ơn và thay mặt cả lớp ha chúc mừng các em một lần nữa, mong các em sẽ thành công trên con đường học tập sắp tới của mình.